Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tặng quà cho hộ nghèo của các xã thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Yên Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trao tặng 17 tấn gạo và 30.000 khẩu trang y tế với tổng giá trị quà tặng trên 300 triệu đồng cho huyện Yên Mỹ. Số quà tặng trên sẽ được huyện Yên Mỹ cấp phát cho 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện là 857 hộ, mỗi hộ 20kg gạo cùng khẩu trang y tế. Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đồng chí Trần Quốc Văn ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của huyện Yên Mỹ tích cực triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cuộc sống của người dân, nhất là những hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội gặp không ít khó khăn. Để hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, thời gian qua các cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ giúp đỡ người dân bằng những việc làm cụ thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới huyện Yên Mỹ và các đơn vị chức năng tăng cường quan tâm chủ động hỗ trợ để nhân dân đang thực hiện cách ly giãn cách xã hội, đặc biệt là những hộ nghèo, những người yếu thế vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.